Và đây là 11 giờ mình mới về tới bờ. Khuya rồi mọi người, lâu rồi mới đi làm từ sáng tới chiều như vậy. Về nhà thôi, bây giờ mình sẽ chạy hơn 20 cây và hai mấy cây, gần 70 cây. Chiều nay thì sư phụ đang nằm nghe điện thoại, nghe mệt quá quý bà con. Không, mình tới nói chuyện sư phụ mà sư phụ đưa thì là mệt, không muốn nói chuyện. Có khi ai nói là gì thì đó thôi, chứ cũng không có nghe rõ sư phụ nói vậy. Thì ngày hôm nay sáng mới mở mắt dậy thì sư phụ nói là mắt sư phụ bị trộm. Coi trong mắt thì có đóng một cái hạt cường hay là mũ gì thưa quý bà con, nằm ở trong trong mắt này. Và ngày mai không biết là bệnh viện nó còn mở cửa xuống khám không, nếu không thì đi chợ thứ hai xuống coi như thế nào. Thì ngày hôm nay tôi cũng đi còn tới công việc thích hợp không, để kiếm việc làm để có thêm một ít để gửi góp để cái mắt cho sư phụ. Hiện tại thì sau khoảng 40 phút chạy xe thì mình đang đứng ở quảng trường của thành phố Nha Trang, trước mắt là tháp Trầm Hương và biển. Nơi đây ngày trước là một nơi đông đúc nhất của Nha Trang nè, nhưng mà càng ngày thì kinh tế khó khăn thì lượng khách du lịch đổ về cũng vẫn nhiều nhưng mà không nhiều như hồi trước. Chứ còn hồi trước đứng dây quay là không được đâu, xe cộ rất là đông đúc. Và bây giờ tôi sẽ chạy xuống ở dưới cảng Vinpearl. Tôi mới vừa xin phụ công việc phụ làm bếp ở Vinpearl, nhưng mà không biết là ở khu vực nào, có thể là ở đảo Vinpearl hoặc có thể là ở đảo Hòn Tầm. Vinpearl bây giờ đang có trụ sở rất nhiều đảo. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục chạy xuống dưới cảng. Xác định gương mặt xong rồi và mình được nhận vào vị trí là phụ bếp luôn với bà con. Thì không biết ngày mai công việc sẽ như thế nào. Bây giờ đang đứng trước cửa để vào Vinpearl thưa quý bà con. Thì bây giờ tôi sẽ chạy xuống dưới đây. Chạy xuống dưới đây để đăng ký nhận diện gương mặt. Vinpearl càng ngày làm càng rất là đẹp. Ở đây chỉ là một khu bên ngoài thôi, vào trong sẽ còn một khu nữa thưa quý bà con. Cảm ơn quý bà con, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chạy xuống dưới đó thôi. Xin chào quý bà con, thì hiện tại đây là ngày đầu tiên mình đi làm. Nhưng mà ở dưới đây người ta bị thiếu sót, người ta quên thông báo giờ giấc lịch làm việc rồi nhận đồng phục rồi như thế nào thì mình không biết. Hiện tại tàu cũng trễ rồi, cũng chưa nhận đồng phục luôn. Nên là ngày hôm nay mình không đi làm được, mình chưa làm được nha mọi người. Mới ngày làm đầu tiên mà gặp nhiều rắc rối quá, không biết mọi thứ nó có được ổn hay không nữa. Bây giờ hồi nãy giờ mình đi rất là nhiều, đi từ cái bến cảng này qua bến cảng khác, qua bến tàu khác để xin được đi qua đảo, tại công việc mình làm ở bên đảo, mà cuối cùng là không được. Nên là mình định mua luôn cái vé của khách để mình đi qua đảo luôn, nhưng mà không được, giờ đây cũng trễ rồi. Mình đang ngồi ở khu của khách rất là đẹp. Đây là Vinpearl thưa quý bà con. Giờ không biết như thế nào nữa, hiện tại là mệt quá. Từ cái khu nhân viên rồi đi ra bến tàu rồi không có tàu phải đi vô lại. Mất đoạn khá xa toàn đi bộ mà, trời đang cực kỳ nắng luôn. Rồi phải chạy qua ở bên khu của khách thì giữ xe rồi chạy ra bến tàu xin người này xin người kia mà cũng không được luôn. Thấy lo lắng bởi vì những cái người mình giới thiệu qua đây, mình qua đây làm á, thì không biết mấy anh có bị như thế nào không, mình thấy có lỗi.
Thưa quý bà con, thì hiện tại tôi đang ở dưới An Viên. Đây là một khu đô thị nằm ở kế bên Vinpearl, cũng ở dưới cảng luôn, rất là đẹp thưa quý bà con. Có nhiều khu làm nhân tạo và nhưng vẫn giữ được cái nét tự nhiên mộc mạc. Ở dưới đây là đa số là người nước ngoài, người Nga hay hoặc là người Hàn Quốc sẽ ở dưới đây tắm nắng, tắm biển. Người Việt mình ở dưới đây thì hơi ít thưa quý bà con. Thì hiện tại mình không có thể nào đi làm được nữa rồi. Để không có làm uổng phí ngày hôm nay thì mình quyết định là mình đi thuê cái cần câu để ra biển mình câu cá nha mọi người. Rồi sẵn có cá cho mọi người coi luôn, chứ bây giờ không biết làm thêm cái gì nữa. Hiện tại thì mình đang ngồi tới tối ngồi biển thưa quý bà con. Thì có thấy một gia đình người Nga đang dọn dẹp ở dưới bãi biển, đang dọn rác cho ở dưới bãi biển. Rất là hay và tuyệt vời về những cái con người như thế này ở một đất nước xa xôi nhưng mà đã về Việt Nam để làm những công việc như thế này. Thì ở bãi biển này là bãi biển An Viên ở Nha Trang, bãi biển rất là đẹp nhưng mà trong mùa này thì lại có rất là nhiều rác. Nó làm mất đi cái mỹ quan mà không có được đẹp ở một cái nơi mà hoang vu, hoang sơ như thế này. Thì có những cái con người đến từ những đất nước khác, như đây là ở đất nước Nga thưa quý bà con, tuyệt vời. Xin kính chào quý bà con, thì hiện tại tôi đang trong xe làm việc ở khu Vinpearl Hoàng Tâm.